Rồi, mọi người đã có serum bio nhỉ? Nhớ hộ nhân tác dụng của serum bio đó là trắng sáng, căng bóng và phục hồi. Các chị chịu khó dùng hộ nhân nhé. Đã mua rồi là phải dùng nhé. Đã có trong nhà mình rồi là phải dùng. Các chị đừng lười nhé. Lười không có kết quả đâu. Nói thật, lười không có kết quả đâu. Các chị chỉ cần chăm duyên một tháng thôi là da của các chị đã có kết quả rồi nhé. Serum bio thì nó sẽ có tác dụng là căng bóng này, trắng sáng và phục hồi này. Da yếu dùng nó là khỏe hơn này. À, da của chúng ta là không có mịn ấy, không có mịn ấy. Cái bóng này, các chị nhìn thấy cái bóng không? Cái bóng đó là khi ánh điện chiếu vô á thì da mình có cái hiệu ứng gọi là bóng bóng như thế này. Bóng là do của da mình nó sẽ chống lão hóa, nó sẽ gọi là căng bóng, nó sẽ đầy cái da, nó đầy cái da lên, nó căng bóng ấy, và gọi là đều màu da nhá. Căng trắng sáng, trắng sáng có nghĩa là gì? Da của mình nó hơi không đều màu da thì mình dùng nó đều màu da hơn. Với lại á, nhiều người nhá không đều màu da là bởi vì sao? Bởi vì là da của mình nhiều khi là da yếu. Da yếu có những chị là đỏ đỏ đỏ, vài chấm đỏ đỏ á, là nó không đều màu. Không đều màu, nhiều đen đen đỏ đỏ ấy, là không đều màu nhá. Không đều màu thì các chị dùng cái này là nó đều màu da hơn này, nó căng bóng da hơn này, nó trắng sáng da hơn này. Vì Duyên biết là nhiều chị mua serum bio rồi nhưng mà không hề biết tác dụng. Rất là nhiều chị nhá, bôi vô thưởng vô phạt, nói là vô thưởng vô phạt. Mình chỉ biết, mình biết tác dụng, mình cảm nhận trên da mình sẽ thấy, chứ các chị biết tác dụng cảm nhận trên da mình sẽ thấy. Ok, serum bio rồi nhá.